Kim Liên xin được chào đón quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Nụ Cười Ngày Mới. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc, đó chính là 7 giờ 30 phút sáng mỗi ngày trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được mến chúc quý vị sẽ khởi đầu một ngày với thật nhiều những năng lượng và niềm hạnh phúc quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Thống kê trong y học cho thấy rằng là người trên 60 tuổi là tỷ lệ xuất hiện cái bệnh túi thừa ruột già nó nhiều. Hít vào lại căng tròn cơ bụng lên. Khi thở ra thì rút cơ bụng lại, ép thật sát để tống đẩy hết hơi ra ngoài. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Nụ Cười Ngày Mới sẽ là chuyên mục Câu Chuyện Sức Khỏe. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với chuyên mục Câu Chuyện Sức Khỏe. Và có lẽ rằng là trong cuộc sống chúng ta đã nghe nói rất nhiều tới những căn bệnh liên quan tới ruột già, ví dụ như là viêm ruột già hay là ung thư ruột già. Thế nhưng ngày hôm nay thì Kim Liên xin được mời quý vị sẽ cùng với bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, hiện đang công tác tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và đồng thời là giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, để cùng tìm hiểu về một căn bệnh có tên là túi thừa ruột già quý vị nhé. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Mến chào Kim Liên. Mến chào quý vị khán giả của chương trình Nụ Cười Ngày Mới. Thưa bác sĩ, như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một căn bệnh mà bản thân Kim Liên thì cho là nó khá là lạ đối với quý vị khán giả, đó chính là túi thừa ruột già. Vậy thì chắc có lẽ đầu tiên phải nhờ bác sĩ nói sơ qua về căn bệnh này là căn bệnh như thế nào ạ? Cái căn bệnh này mình nghe nói gì dư dư, cái tên nó hãy dư dư. Thực sự căn bệnh này ít người nói tới, nhưng mà thực sự bệnh này rất là khá phổ biến, nhất là người lớn tuổi. Thì căn bệnh này như cái tên gọi là túi thừa ruột già, có nghĩa là gì? Chúng ta thấy cái ruột, chúng ta ăn ruột heo, ruột gà rồi, cái ruột nó là một cái ống đó, nó hơi ngoằn ngoèo một chút. Nhưng mà chúng ta thấy nếu mình nhìn bề ngoài nó rất là trơn láng, không có gì hết. Nó như một cái ống vải rất là tốt. Thế tuy nhiên, người bị mắc bệnh túi thừa ruột già này, thì cái túi mình rỡ ngoài nó không còn trơn láng nữa. Nó có những cái giống như những cái túi giả. Ở trên thành nó có những cái túi nhỏ đầy hết ở trên thành ruột. Mình hiểu nôm na đó là ở trên thành cái ruột đó, có những đoạn giống như nó bị yếu, mỏng đi, cái nó phồng ra thành cái túi giả. Có người có một cái túi giả, hai cái túi giả, có người có cả chục cái túi giả. Thì đó là bệnh túi thừa ruột già. Vậy thì chắc hẳn là sẽ có những nguyên nhân nào đó để dẫn đến cái việc là chúng ta có những cái túi thừa trong ruột già như vậy, đúng không ạ? Thì tức thường nó có nguyên nhân, nhưng mà không phải là nguyên nhân nó rõ ràng, giống như đụng vi trùng lao thì sẽ bị ho lao, nhiễm virus HIV thì sẽ bị sida, nó không phải rõ ràng tới như vậy. Nhưng mà nó có những cái lý do làm cho dễ bị. Thống kê trong y học cho thấy rằng là người trên 60 tuổi là tỷ lệ xuất hiện cái bệnh túi thừa ruột già nó nhiều hơn. Do người trên 60 tuổi bắt đầu qua thời gian những cái bó cơ, co bóp ở trong ruột gà mình đó, nó giãn, nó yếu rồi. Làm ra thành ruột chỗ đó nó dễ bị mỏng, nó phồng lên, nó tạo những cái túi giả như vậy, chứ không phải là túi thiệt. Cái nguyên nhân thứ hai là những người thường xuyên táo bón. Người thường xuyên táo bón là dễ xuất hiện những cái túi thừa đó. Thứ ba là những người ít chế độ ăn mà ít cái chất xơ. Xơ tức là chất rau xanh, mình nói đơn giản mình gọi là chất xơ. Thì ít những cái đó thì cũng dễ bị bệnh gọi là túi thừa ruột già. Đó là những cái lý do làm cho chúng ta bị. Còn một lý do nữa có thể kể đến, đó là nó có cơ địa di truyền. Ví dụ như ông bà cha mẹ mình là hồi xưa bị cái bệnh là túi thừa ruột già, thì mình cũng dễ bị mắc cái bệnh đó là do di truyền. Thưa bác sĩ, là bác sĩ vừa nói là trong cái việc là ruột già của chúng ta xuất hiện những cái túi thừa như vậy và với rất nhiều những nguyên nhân khác nhau, thì Kim Liên đang thắc mắc rất nhiều về những biểu hiện triệu chứng thì sẽ như thế nào ạ? Thì biểu hiện triệu chứng
Thì cái bệnh túi thừa ruột già nó sẽ rất là giống giống những cái bệnh ruột già khác, mà điển hình nhất là cái bệnh gọi là ruột kích thích. Có nghĩa là tùy theo vị trí cái túi thừa, cái ruột mình nó hình giống như chữ U úp ngược cái ruột già của mình đó. Như chữ U úp ngược thì có bên phải với bên trái. Thế thì tùy, thông thường á, thì nếu mà chúng ta bị cái túi thừa nó xuất hiện nhiều bên tay phải thì chúng ta sẽ hay đau bụng bên phải, nó đau không có nhiều, lâu lâu nó đau, quặn lên một hồi rồi hết, quặn lên nữa rồi một hồi lại hết. Và thường cái bệnh túi thừa ruột già thì nó hiếm khi gây những cái đi 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 cầu chảy, trừ phi nó có biến chứng. Còn nếu cái túi thừa nó nhiều ở bên tay trái thì lâu lâu nó cũng gây đau quằn quặn lên bên tay trái, bệnh nhân xì hơi ra thì có thể để bớt bớt và nó có thể tái đi tái lại nhiều lần, đặc biệt là lúc cái đau đó hay xảy ra lúc những bệnh nhân bị táo bón hay bệnh nhân ăn những thức ăn cứng nhiều thì là nó kích thích và nó dễ những cái bã thức ăn nó dễ lọt cho túi thừa, nó làm gọi là co bóp nhiều, bệnh nhân sẽ đau đớn nhiều hơn. Thưa bác sĩ, vậy thì ngoài những cái biểu hiện mà bác sĩ vừa kể trên thì ngày nay y học của chúng ta có những cái phương pháp nào để chẩn đoán căn bệnh này ạ? Thì cái bệnh lý cái túi thừa cái ruột già này thì nó chẩn đoán thì không có khó. Ngày trước đây thời mà y học chưa phát triển thì khi nghi ngờ những cái bệnh lý về ruột thì chúng tôi bơm thuốc qua đường hậu môn, bơm thuốc vô để chụp hình X quang. Thì trên hình X quang bác sĩ thấy từ dọc theo thành ruột già có rất là nhiều túi thừa. Trên hình X quang ngày xưa cổ điển 40 50 năm về trước tôi đã chẩn đoán được rồi. Còn ngày nay với cái sự phát triển của y học, tôi dùng cái phương tiện nội soi, tức là đưa cái ống qua đường hậu môn vào đó và xem. Thì trên đường đi giống như trên đường đi thám hiểm ngôi mộ cổ Ai Cập ấy, tôi thấy trên đường đi của ruột già thấy có những cái khe ngách, tôi bơm hơi lên rửa lên tôi nhìn kỹ, đó là những cái túi túi thừa ở trên thành ruột già, do đó việc chẩn đoán không có gì là khó khăn. Thưa bác sĩ, vậy thì hẳn là qua những cái đợt chẩn đoán như vậy, chúng ta cũng đã thống kê được những cái số lượng đối tượng nào là những người dễ dàng mắc phải căn bệnh này đúng không ạ? Thì những người dễ bị mắc căn bệnh này, thứ nhất tôi nói là thứ nhất là đầu tiên là người lớn tuổi, cái thứ hai người mà có chế độ ăn ít rau, và cái thứ ba là những người có khuynh hướng béo phì, mập cái bụng, béo bụng này. Tức là mình lấy cái dòng số 2 mình chia cho dòng số 3 mình. Người bình thường như Kim Liên đây, nếu là nữ thì dòng số 2 chia dòng số 3 lúc nào cũng dưới 0,85. Còn nếu nam thì phải dưới 0,9. Thì người béo bụng thì cái áp lực ở trong bụng nó tăng lên, nó làm căng giãn cái thành ruột, làm ra nó cũng dễ phồng lên tạo thành những cái túi túi thừa đó. Thì đó là những đối tượng dễ dễ mắc bệnh. Thưa bác sĩ, vậy thì trong một cái trường hợp nào đó, đối với những bệnh nhân họ không đến với những cơ sở y tế để được chẩn đoán, hoặc là họ được chẩn đoán nhưng mà những cái phương pháp chữa trị nó không có đúng cách, vậy thì có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe hay là tính mạng của họ hay không? Bệnh túi thừa này thì chuyện đầu tiên, bệnh túi thừa ruột già thì có một cái yếu tố tôi khẳng định để quý vị thấy nhẹ nhàng, có nghĩa bệnh này không có biến chứng qua ung thư ruột già. Cái này chắc chắn có gây ung thư ruột già. Tuy nhiên nó có một số biến chứng khác nó cũng nặng nề. Cái chuyện đầu tiên, bởi vì chúng ta đang như ta nói là cái biến chứng đầu tiên ta nói là gọi là xuất huyết tiêu hóa, chúng ta thấy rằng rõ ràng như tôi vừa nói là do cái ruột có những đoạn nó yếu, nó phồng lên tạo thành túi già. Thế thì theo theo thông thường mình nghĩ nó phồng lên vậy thì chỗ đó nó hơi mỏng, nó hơi yếu đúng không? Kim Liên có đồng ý với tôi vậy không? Đúng rồi. Thì do đó chỗ đó rất dễ bị chảy máu, nhất là chúng ta bị những cái bã thức ăn, hay là do là chúng ta uống những cái loại thuốc thì nó làm cho máu chúng ta loãng đi. Thì những cái chỗ mỏng đó nó dễ chảy máu tự nhiên, nó gây là xuất huyết tiêu hóa dưới. Đó là cái biến chứng đầu tiên. Cái biến chứng thứ hai, cái biến chứng thứ hai chúng tôi gọi là viêm túi thừa. Có nghĩa là vì nó là cái túi thừa, cái chỗ ngách ngóc ngách, đôi khi những cái hạt thức ăn hay những cái bã phân hay là những cái thức ăn mà cứng quá thì nó vô tình nó lọt vô đó mà nó không ra được. Ruột mình co bóp đẩy nó không ra, nằm trong lòng và vi trùng phát triển lên, nó làm viêm sưng tấy lên, thậm chí tạo thành áp xe, gọi là viêm túi thừa. Thì lúc đó bệnh nhân đau bụng dữ dội và sốt, và thậm chí có những trường hợp nó thủng luôn cái túi thừa đó, nó xì phân xì nước ra ở trong ổ bụng, chúng tôi gọi là viêm màng bụng. Thì đó là cái biến chứng, hai cái biến chứng. Nhưng mà dù gì, dù xuất huyết hay viêm hay áp xe thủng ra túi thừa thì cũng khá nặng đấy,
Nhưng mà cũng có một điều thấy nhẹ nhàng, nó không gây ung thư ruột già, thì tôi thấy thì đó là những cái hậu quả có thể xảy ra cho bệnh nhân. À, và dù gì thì chúng ta cũng nên đi chữa trị sớm để căn bệnh đó được giải quyết một cách nhanh chóng thì vẫn sẽ ổn và tốt cho sức khỏe của mình hơn. Chính vì vậy Kim Liên cũng rất mong bây giờ bác sĩ sẽ kể cho quý vị được biết những cái phương pháp mà ngày nay y học của chúng ta đang sử dụng để dùng chữa trị cho căn bệnh này, thưa bác sĩ. Thì thông thường thì khi đã nói là cái chỗ đó nó yếu rồi, nó phình ra, thì cái cách tuyệt để nhất chúng ta mổ ra để cắt hết những đó. Nhưng mà thông thường trong y học thống kê không cần thiết cái chuyện đó. Chúng ta chỉ dùng những cái loại thuốc để làm mềm phân, chúng ta dùng cái chế độ ăn để bớt tránh táo bón mà không có làm nặng, và dùng một thuốc để gọi là một số thuốc nữa chúng tôi gọi là để điều hòa cái co bóp cái ruột già lại cho nó đỡ căng giãn, thì cái bệnh này nó sẽ bớt cái triệu chứng. Bây giờ một cái điều quan trọng là nó không có gây ung thư. Và chúng ta chú ý ăn uống cho kỹ, đừng có ăn những cái thức ăn quá cứng để mà nó có thể xảy ra những biến chứng. Mà ngay cả xảy ra những biến chứng như tôi vừa đề cập là xuất huyết tiêu hóa hay là viêm túi thừa, áp xe túi thừa vậy, thì cái việc can thiệp phẫu thuật của chúng tôi cũng rất là hiếm khi phải sử dụng tới. Chúng tôi có thể nội soi để kẹp, để cầm máu lại. Chúng tôi có thể dùng những thuốc kháng sinh mạnh để mà khống chế, và tình trạng viêm túi thừa nó sẽ giải quyết. Nói chung là tất cả những phương tiện thế giới có để xử lý cái căn bệnh này và biến chứng của nó thì Việt Nam ta đều có thể xử lý kịp được, không có gì phải bận tâm. Thưa bác sĩ, nếu như đối với những bệnh nhân mà họ đã được chữa trị xong rồi thì chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng hay lời khuyên nào đó dành cho những bệnh nhân để họ nhanh chóng hồi phục sức khỏe hay không ạ? Những cái người mà bệnh túi thừa này thì nếu nó không biến chứng thì nó không có gây hậu quả gì hết, chỉ khó chịu thì với những phương pháp điều trị như tôi đã đề cập. Chỉ có cái người đã bị cái biến chứng xuất huyết hay là bị viêm túi thừa rồi thì những người này cần chú ý cái chế độ ăn uống và chế độ thuốc men. Bởi vì đôi khi chúng ta dùng những một số loại thuốc, nhất là một số loại thuốc về tim mạch, đôi khi nó có thể có tác dụng phụ, nó gây chảy máu ở cái túi thừa, thì chúng ta cần lưu ý để mà bác sĩ điều chỉnh liều thuốc. Hoặc là cái chế độ ăn uống, ta phải ăn mềm, nấu kỹ, nấu kỹ ra để cho nó mềm, để hệ tiêu hóa dễ có cái hoạt động. Và đừng có bao giờ quên là uống quá ít nước, uống phải 2 lít nước mỗi ngày. Và trong chế độ ăn luôn luôn nhớ phải có chất xơ, tức là rau xanh nhiều, thì nó tốt cho cái bệnh lý này hơn là chúng ta chỉ ăn thịt cá thôi, ta bỏ quên rau xanh là không được. Thưa bác sĩ, là ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta sẽ có một nỗi lo và một câu hỏi được đặt ra, đó là liệu rằng sau khi họ chữa trị thành công căn bệnh này rồi thì cái việc mà túi thừa ruột già có xuất hiện lại một lần nữa hay không? Để mà xử lý triệt để thì làm phẫu thuật, nhưng mà thông thường không cần. Chúng tôi chỉ dùng những cái thuốc để cho cái túi thừa nó nhỏ lại bớt và nó bớt gây triệu chứng, chứ chúng tôi không có triệt cái túi thừa này. Bởi vì chúng tôi không có triệt bỏ, cắt bỏ cái túi thừa này với những cái phương pháp điều trị dùng thuốc. Do đó chúng ta việc điều trị để giảm triệu chứng và để không có xảy ra những cái biến chứng trầm trọng. Chứ căn bệnh này thì không có nhất thiết phải mổ ra để cắt hết những cái đó. Không có để làm cái gì hết, mà nguy cơ biến chứng phẫu thuật xảy ra rất nhiều. Mà nó vẫn có thể tái phát lại. Trong khi và cái điểm thứ hai là nó không hề gây ung thư. Vậy thì không có chuyện gì phải vào mổ banh bụng ta để giải quyết một cái chuyện rất là đơn giản tế nhị như vậy. Do đó chỉ cần việc dùng thuốc và chế độ ăn là nó đã giảm triệu chứng và nó đã hạn chế các biến chứng. Thưa bác sĩ, và trước khi khép lại cuộc trò chuyện của bác sĩ cùng quý vị khán giả trong chuyên mục câu chuyện sức khỏe của buổi sáng ngày hôm nay, thì Kim Liên rất mong bác sĩ sẽ dành một vài lời khuyên nào đó cho quý vị khán giả để giúp quý vị có thể bảo vệ sức khỏe một cách tốt hơn, cũng giống như là chúng ta phòng tránh được căn bệnh là túi thừa ruột già. Thì cái căn bệnh này thứ nhất là nói thì nói vậy chứ không có gây ung thư, mà nó cũng gây hơi phiền toái. Như vậy một cái điều mà để chúng ta giúp phòng tránh được thì đương nhiên về những yếu tố cơ địa di truyền chúng ta cũng thay đổi được. Tuy nhiên chúng ta có thể phòng tránh được bằng cách là chúng ta tránh táo bón, chúng ta uống nhiều nước, chúng ta trong chế độ ăn chúng ta nên có nhiều cái chất xơ. Chất xơ đây nhất là những chất xơ mà chúng tôi gọi là chất xơ hòa tan. Mà nói vậy thì quý vị khán giả khó hiểu quá, chất xơ hòa tan là gì? Mình mua rau cải á, mình thấy cái trái cây rau cải nào, nhất là rau cải mà có nhớt, ví dụ như rau dền hay mồng tơi á, là những cái đó có rất là nhiều chất xơ hòa tan. Chính cái loại đó thì nó giúp là hạn chế xuất hiện những cái túi thừa này trên cái người chưa có túi thừa. Cái thứ hai là chúng ta đừng có để béo bụng quá. Như vậy để đạt được cái thân hình là cái vòng 2 nhỏ thì chúng ta
bớt ăn béo lại, nhất là những cái chất béo động vật đó. Chúng ta có một cái thế dục, tập thể dục sinh hoạt, và nhất là tập thể dục đều đặn hàng ngày chứ không phải là hàng tuần nữa, 15 phút mỗi ngày, để không có một cái vòng eo to. Thì không có vòng eo to thì đương nhiên là chuyện đẹp là không nói rồi, nó ngừa được rất là nhiều bệnh khác nữa, tiểu đường, cao huyết áp, một số bệnh mạch vành, gan nhiễm mỡ, và đặc biệt là nó đỡ cái áp lực dồn lên cái bụng trong cái ruột chúng ta, là cũng gián tiếp phòng ngừa được cái bệnh gọi là túi thừa đại tràng. Và đó là cũng là lời kết của tôi cho cái chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, như vậy là chuyên mục câu chuyện sức khỏe của buổi sáng ngày hôm nay đã cùng chia sẻ với quý vị về một căn bệnh có tên là túi thừa ruột già. Và Kim Liên nghĩ rằng là những lời khuyên vừa rồi của bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương thì cũng đã giúp cho quý vị có thêm những thông tin bảo vệ sức khỏe của mình, đúng không ạ? Và chúng ta nhớ là tăng cường lượng nước cung cấp vào cơ thể, cũng giống như là ăn nhiều chất xơ để tránh được căn bệnh có tên là túi thừa ruột già quý vị nhé. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục câu chuyện sức khỏe, và cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Mến chào Kim Liên, mến chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin được mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Bí quyết sống khỏe quý vị nhé. Namaste. Xin chào các bạn, tôi tên là Trần Thị Anh Oanh, là huấn luyện viên của công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng. Hôm nay tôi xin hướng dẫn với các bạn một bài tập luyện thở để giúp tốt cho hệ hô hấp. Bài tập đầu tiên là bài tập hít thở bụng có nín thở. Chúng ta hãy lưu ý ngồi vào tư thế thật là thoải mái, giữ lưng thẳng nhưng thả lỏng. Đầu, cổ, vai, tất cả đều thả lỏng. Ở bài tập thở này, khi hít vào, các bạn hãy cố gắng phình tròn cơ bụng của mình lên, phình căng lên đến cả phần trên của bụng. Sau đó khi thở ra, bạn hãy hóp sát bụng lại, ép thật sát vào người để tống đẩy hơi ra ngoài qua đằng mũi. Sau 3 lần hít thở bình thường, lần thứ 4 các bạn hãy giữ hơi thở lại. Lúc này các bạn hãy kéo căng toàn bộ phần bụng và hai bên sườn của mình. Sau đó lại thở ra. Bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành. Chúng ta hãy nhắm nhẹ mắt lại. Bắt đầu hít vào, căng tròn bụng lên tối đa. Thở ra, rút sát cơ bụng lại, từ từ đẩy hơi ra ngoài qua đằng mũi. Tiếp tục hít vào lại, căng tròn cơ bụng lên. Khi thở ra thì rút cơ bụng lại, ép thật sát để tống đẩy hết hơi ra ngoài. Lặp lại một lần nữa, hít vào, bụng từ từ căng tròn lên, căng tối đa nhé bạn nhé. Khi thở ra, rút lại thật mạnh, ép thật sát, ép hết khí ra ngoài. Chúng ta tiếp tục, lần này có nín thở, hít vào căng tròn bụng lên. Các bạn hãy kéo hơi vào và làm căng cơ bụng, căng cả hai bên sườn của mình, giữ hơi thở lại. Chúng ta hướng sự chú ý của tâm trí đến hơi thở. Bây giờ hãy từ từ rút bụng lại và thở đẩy ra ngoài, đẩy hết khí ra ngoài, ép thật sát. Chúng ta tiếp tục với 3 hơi hít thở bình thường, hít vào căng tròn bụng lên, thở ra hóp sâu bụng lại. Thêm một lần nữa, hít vào thật sâu, thở ra hóp bụng thật sát, ý thức đẩy hết hơi ra ngoài. Thêm một lần nữa, hít vào, rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Xin mời chúng ta nhẹ nhàng mở mắt và quay trở về với hơi hít thở bình thường. Các bạn hãy tập bài tập hít thở bụng khi bụng đang trống, và các bạn có thể tập từ 3 đến 5 lần. Bài tập tiếp theo là một bài luyện khí nhẹ nhàng có vận động tay. Tư thế chuẩn bị, chúng ta hãy dang tay trái sang ngang, tay phải gập ở trước ngực, mắt nhìn thẳng. Khi hít vào, chúng ta gập tay trái và mở tay phải và quay mặt nhìn sang bên phải. Các bạn lưu ý chúng ta không ngửa đầu ra sau, chúng ta hãy giữ cho cằm của chúng ta sát về ngực. Chúng ta bắt đầu tập luyện các bạn nhé. Về tư thế chuẩn bị, tay trái dang ngang, tay phải gập trước ngực. Bắt đầu
hít vào, từ từ đổi tay và quay mặt nhìn sang tay phải. Lặp lại một lần nữa, hít vào, quay sang trái. Thở ra. Thêm một lần nữa, hít vào. Thở ra. Chúng ta lặp lại lần cuối, hít vào. Và thở ra. Từ từ quay mặt trở về, đặt hai tay lên gối. Bài tập này các bạn cũng hãy tập vào buổi sáng hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng ta có thể tập từ 3 đến 5 lần. Bài tập tiếp theo là bài tập hít thở, miệng phát ra tiếng Các bạn hãy ngồi ở tư thế thật là thoải mái, hai tay đặt lên gối nhẹ nhàng. Chúng ta lưu ý khi hít vào, chúng ta hãy hơi hé miệng ra để cho không khí đi qua đằng miệng. Khi thở ra, bạn ngậm miệng lại để hơi đẩy ra đằng mũi và miệng của chúng ta phát ra tiếng Chúng ta cùng tập luyện nhé. Hít vào, ngậm miệng lại. Lặp lại một lần nữa, hít vào, thở ra. Chúng ta có thể nhắm mắt để tập trung vào hơi thở nhiều hơn. Hít vào. Chúng ta lặp lại thêm hai lần nữa. Hít vào. Lần cuối, hít vào. Chúng ta hãy duy trì hơi hít thở trong khi đang nhắm mắt. Hãy hít và thở thật đều. Lúc này hãy hướng sự chú ý của tâm trí vào hơi thở. Quan sát hơi thở đi vào và hơi thở đi ra khỏi cơ thể. Hít vào và nhẹ nhàng thở ra. Xin mời các bạn nhẹ nhàng mở mắt. Chúng ta vừa thực hiện các bài tập luyện hít thở. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày lúc nào chúng ta cũng hít thở. Nhưng để cho việc luyện thở được hiệu quả và cũng như để tăng thêm dung tích cho phổi và hệ hô hấp được hoạt động hiệu quả hơn thì chúng ta phải biết cách tập luyện hít thở đúng cách. Các bạn hãy thực hành bài tập này để cho sức khỏe của chúng ta ngày càng tốt hơn nhé các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Namaste. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho những thông tin y tế sức khỏe trong chuyên mục Điểm tin. Lợi ích chung của các loại chất béo lành mạnh. Hấp thụ vitamin. Chất béo lành mạnh giúp cơ thể bạn hấp thụ được những chất tan trong chất béo như vitamin A, E, D và K. Bởi vậy, nếu bạn đang ăn một món rau trộn mà không kèm theo một loại hạt hay dầu thực vật, bạn sẽ không tận dụng được tất cả lợi ích sức khỏe từ nó. Giữ cảm giác no. Chất béo mất nhiều thời gian hơn để được phân giải trong dạ dày so với carbohydrate. Bởi vậy, bạn có thể mong đợi rằng ăn kèm chất béo sẽ khiến bạn no lâu hơn. Kiểm soát cơn thèm ăn của bạn. Chất béo tăng cường hương vị của thực phẩm, điều này có thể giúp bạn hài lòng hơn sau bữa ăn. Ngoài ra như đã nói, chất béo cũng giữ cho bạn no lâu hơn, giúp bạn giảm cân. Bởi vì chất béo giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn và giữ cho bạn no lâu hơn, cuối cùng bạn sẽ ăn ít hơn. Cộng với việc tập luyện thường xuyên, bạn có thể tạo ra sự thâm hụt calo và giảm cân. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nụ cười ngày mới trong buổi sáng ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc 7:30 sáng mỗi ngày trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.